Dạ, Nam Mô Bụt Ca Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Hôm liên tục dạ, nhưng mà nó cũng có trở ngại một chút là ở kế bên nó hát karaoke dữ lắm. Không biết đạo tràng mình có nghe tiếng nhạc không ạ? À? Nếu mà nghe ồn thì tự nhiên xin xuống mic, còn hãy nghe được thì tự nhiên xin kệ ạ. Ồ, vậy thì tự nhiên xin kệ câu pháp cú số 17. Ta ta ba ti bê cha ta ba ti ba ba ca ti u pha ya tha ta ba ti ba ba can ti ta ba ti vay yo ta ba ti đúng gần ga tô y tha ta ba ti ba ba ca di u pha ya tha ta ba ti ba băng me ca tan ti ba ti phai u ta ba ti đúc ga tinh ga tô ý tha tắp bát tí bét cha tắp bát tí bà bá cà rì út phá giá tha tắp bát tí bà bằng mê cát tành tí tắp bát tí dù đúc gác tình gác thô nay than đời sau than kẻ ác hai đời đời than than ta là ác đòi cõi dữ than hơn. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ý tha tắp bát tí bét chá tắp bát tí bà bá cà rì u phá giá tha tắp bát tí bà bằng mê cách tành tí tắp bát tí phầy dù tắp bát tí đúc gách tình gách tô. Đây khổ đau, đây đây đau khổ, khổ, khổ đau, tâm người ác hẳn mù thảm thương, thở than nghiệp dữ đã vương, chết vào khổ cảnh đoạn trường than hơn. Dạ, phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. À, dạ, tuy nhiên đã công bài xong. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của chị Rang Đông. Sa thú cô tu nữ tuệ duyên, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, cô tu nữ tuệ duyên. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 17. Ý ta tắp ba tí bát cha tắp ba tí pa pa ca ri u pha ya tha pa pa ti pa căng me ca tăng tí pa pa ti vay yo pa pa ti đúc ga tình ga tù ý ta ha pa pa ti bát cha pa pa ti pa pa ca ri u pha ya tha pa pa ti pa bằng me ca tăng tí tắp ba tí phầy dồ tắp ba tí đúc ga tình ga tồn ý ta tắp ba tí bát cha tắp ba tí bà ba cà ri u pha giá tha tắp ba tí bà bằng mê ca tành tí tắp ba tí phầy dồ tắp ba tí đúc ga tình ga tồn nay than đời sau than kẻ ác hai đời than
Nó than ta làm ác, đọa cõi dữ than hơn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ý ta tập bát tí bát cha tập bát tí bà ba cà rì u pha giá tha tập bát tí bà bằng mề ca tành tí tập bát tí phải dồn tập bát tí đúc gá tình gá tù. Đây đau khổ, kia khổ đau, tâm người ác hạnh muộn sầu thảm thương, thở than nghiệp dữ đã dương, chết vào khổ cảnh đoạn trường than hơn. Bản dịch của Hòa Thượng Duy Đức. Kính mời cô Cẩm Giang. Dạ, sa thú, sa thú. Kính cảm ơn Sức Cận Đông. Nam mô Bụt Tha Giả, Nam mô Tham Ma Giả, Nam mô Sân Kha Giả. Con kính lãnh lễ Đức Phật, con kính lãnh lễ giáo pháp, con kính lãnh lễ Đức Tăng, con kính lãnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu bất cứu số 17. Y tha táp ba tí pét chá táp ba tí pa pa ca ri u pa giác tha táp ba tí pa băng nghề ca tăng tí táp ba tí bi vô táp ba tí đúc gá tim gá tù. Y tha táp ba tí pét chá táp ba tí pa pa ca ri u pa giác tha táp ba tí pa băng nghề ca tăng tí táp ba tí bi vô táp ba tí đúc gá tim gá tù. Nay than đời sao than, kẻ ác hai đời than, nó than ta làm ác, đọa cõi dữ than hơn. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Đây đau khổ, kia khổ đau, tâm người ác hạnh muộn sầu thảm thương, thở than nghiệp dữ đã vương, chết vào khổ cảnh đoạn trường tham hơn. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Nhân đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của chị Lạc Lê. Kính ơn chị Cẩm ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, lễ chị Đại Đức Tăng, quý cô tu nữ. Cảm ơn Rạng Đông, Trần Phụng và cô Tị Duyên, Ái Minh đã cho biết âm thanh rõ. Con xin đọc và kệ ca khúc cố số 17. Ý tha táp bá tí pế chá táp bá tí bà bá cà rì ú phá giác thá táp bá tí bà bằng mề cách tăng tí tí táp bá tí pế dồ táp bá tí đúc gác tình gác tô. Lay than đời sao than, kẻ ác hai đời than, nói than nó than ta làm ác, đọa cõi dữ than hơn. Dạ, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, sau đấy là phổ thơ của Thượng Tọa Giới Đức ạ. Đây đau khổ, kia khổ đau, tâm người ác hạnh muôn sầu thảm thương, thở than nghiệp dữ đã vương, chết vào khổ cảnh đoạn trường than hơn. Dạ, dạ con xin nha. À tha ta pa ti pe cha tam ba ti ba pa ca ri u pa yan tha ta pa ti pa pa me ca tăng ti tam ba ti vì vô tâm ba tí đồ gắn tính gà tôn. Y tha tâm ba tí bê chá tâm ba tí ba ba ca ri ô ba yán tha tâm ba tí ba băng mê ca tăng nghe tâm ba tí bình vô tâm ba tí đưa ra tinh ra tù. Dạ con đã đọc xong
và kệ xong câu số 17 là chắc có lẽ là kế tiếp mình là ái mình đó, không biết phải không? Ái mình là ái mình lên đi nghe. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Thân. Dạ, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Tăng, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Chiêu, con kính chào đạo tràng. Dạ, con xin được đọc câu pháp cú số 17. Dạ, con cảm ơn chú Pháp Thân. Pháp Thân á. Dạ, sa thu lành thầy. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thanh Mà Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Con kính đảnh lễ ơn Đức Chư Phật, kính đảnh lễ ơn Đức Giáo Pháp, kính đảnh lễ ơn Đức Chư Tăng, con kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đệ Đức Tịnh Đạt, cô tu nữ Tuệ Duyên. Ấy mình kính chào quý anh chị. Cảm ơn dạ, đồng con tri ân cô Tuệ Duyên, cảm ơn sĩ Trần Phụng, chị Nhật Quỳnh đã cho biết rõ âm thanh. Cảm ơn huynh trưởng. Con xin trả bài câu pháp cú số 17. Y tha tập ba tí ba cha tập ba tí ba ba ca ri u pha giá tha tập ba tí ba bằng mê ca tàn tí tập ba tí tì dô tập ba tí đu ga tình ga tô y tha tập ba tí ba cha tập ba tí ba ba ca ri u pha giá tha tập ba tí bà bằng nề ca tành tí tập ba tí thì dù tập ba tí đu ga tình ga tô y tha tập ba tí bánh cha tập ba tí ba ba ca ri u pha giá tha tập ba tí
Bà bằng mê ca tan tì tập ba tì vì do tập ba tì đúc ra tình ga tù nay than đời sau than kẻ ác hai đời than nó than ta làm ác đọa cõi dữ than hơn bản dịch của hòa thượng Minh Châu. Y tha tập ba tì pa cha tập ba tì ba ba ca ri pa ya tha tập ba tì ba bằng me ca tan ti tập ba tì ti yo tập ba tì ru ca tin ga tu. Y tha tập ba tì pa cha tập ba tì ba ba ca ri u pa ya tha tập ba tì ba bằng me ca tan ti tập ba tì ti yo tập ba tì ru ca tin ga tu. Đây đau khổ, kia khổ đau, tâm người ác hạnh muộn sầu thảm thương, thở than nghiệp dữ đạo vương, chết vào khổ cảnh đoạn trường than hơn, khổ thơ của hòa thượng Giới Đức. Dạ, đến mời Sistina tiếp theo ạ. Con kính đảnh lễ Ban Quan Tâm Bảo, con kính đảnh lễ quý sư và quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu pháp cú số 17. Ittha tappat pecca tappati pa pakkari upayatha tappati pa bằng me cát tằng ti tappati piyo tappati dukkha tình gato ti. Nay than đời sao than kẻ ác hai đời than, nói than ta làm ác, đọa cõi dữ than hơn, hòa thượng Thích Minh Châu. Y tha tam ti, pen cha tam pa ti, pa pa ca li, u pa yat tha tam pa ti, pa pang me ca tam ti tam pa ti. Ví dụ tâm ba tí, đừng gá tinh gá tô tí. Ý tha tâm ba tí, bệnh chát tâm ba tí. Ba ba khai, ủ ba yán tha tâm ba tí. Ba băng mê gá tăng, tì tâm ba tí. Ví dụ tâm ba tí, đừng gá tinh gá tô tí. Đây đau khổ, kia khổ đau, tâm người ác hạnh muộn sầu thảm thương, thở than nghiệp dữ đảo vương, chết vào khổ cảnh đoạn trường than hơn. Hòa thượng Giới Đức, con kính tri ân quý sư và quý cô tư nữ và đạo tràng. Sa thu sa thu lành thay tín lành. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Thăng Ma, Nam mô Sẵn Thầy, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Kính đại lễ chư đại đức tăng trọng đoàn kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room và con xin được cái kinh pháp của người bảy ạ. Cảm ơn quý vị biết cho biết là nghe rõ. Ittha tappati pecca tappati papakari upayattha tappati papang me katang ti tappati Piyotapati dukkha tingato Ittha tappati pecca tappati Papakari upayattha tappati Papang me katang tittapati Piyotapati dukkha tingato. Nay than đời sau than kẻ ác hai đời than nó than ta làm ác đọa cõi dữ than hơn bản dịch của ngài Minh Châu. Đây đau khổ kia khổ đau tâm người ác hạnh muộn sầu thảm thương thở than nghiệp dữ đã vương chết vào khổ cảnh đoạn trường than hơn bản phổ thơ của ngài Giới Đức. Nam mô Bụt Thầy và con xin được xuống mic kính mời Sita Nhật Huỳnh tiếp theo. Dạ sa thủ kính cảm ơn Minh Vatthana. Nam mô Bụt Thầy. Dạ con thành kính đảnh lễ
Đại đức Tịnh Lạc cùng chư tôn đức vừa ban năm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và cảm ơn sức đàn đông cô tu nữ thiện duyên. Xin trần phụng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Xin thành kiểm ơi, có ôn bài không? Ôn bài thì cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Nhật Quỳnh nhường mic thành kiểm ơi. Nếu không là Nhật Quỳnh khóa sổ hàng. Alo, thành kiểm có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, không có tín hiệu. Dạ, con xin được ôn bài Pháp Cú Kinh số 17. Dạ, cảm ơn Minh Quá Thanh Á cho bài học. Itha tap bati bet cha tap bati ba bakari upayat tap bati ba bang me katan di tap bati phiêu giờ tap bati đúc gia đình gia tơ nay thang đời sau thang kẻ ác hai đời thang nó thang ta làm ác đọ cõi dữ thang hơn. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Dạ, sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên, xích Rạng Đông, Cẩm Vân, xích Tâm Phương, xích Trần Phụng, cô Ái Minh, xích Thi Na và Vinh Quách Tha Ná đã ôn bài câu Pháp Cú Kinh số 17. Và bây giờ thì đã đến giờ học bài mới câu Pháp Cú Kinh số 18. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung thịnh Pháp Sư. Trước khi đạo tràng chúng ta được để được tịnh đạt, thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Quỳnh Bát Thanh Á đã cho bài học. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bụt Đà Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bụt Đà Ha Sa. Nam mô Ta sa Phagawato Arahato Samma Sambuddha ha sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời lỡ mọc đằng nhờ ánh sáng cho hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi sọ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vương lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp đỡ các hàng đệ tử có năm thầy tinh dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như được nén hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giác vẹn toàn. Một lòng chăng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân khổ cập đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng. Thỉnh ngài thuyết pháp nơi đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn đi tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Dạ, đạo tràng chúng con đang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thịnh đại đức Tịnh Đạt từ bi quan hỷ đăng đàn. Để chúng con được học từ vựng biên sự và ý nghĩa câu pháp cú kinh số 18. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ chư tăng. Và mến chào toàn thể quý vị có mặt trong diễn đàn Pháp Cú Kinh. Hôm nay ngày thứ 6, ngày 30 tháng 4 năm 2021. Dạ, ngày hôm nay diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta sẽ học đến câu kệ ngôn Pháp Cú số 18. Ngày trước khi đi vào bài học, cùng thỉnh chư tăng và toàn thể quý vị cùng với Tịnh Đạt đảnh lễ Tam Bảo. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivadimi
Sokhato Bhagavata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangkhang Namami. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài học ngày hôm nay, Diệu Pháp Cú Kinh sẽ học đến câu kệ ngôn số 18, Phẩm Song Đối. Câu kệ ngôn Pháp Cú số 18 có nội dung như sau. Ithanandati Pajanandati Kata Punyo Upayata Nandati Bunyang me katanti nandati Piyo nandati sukating gato. Nay sướng đời sau sướng, làm phước hai đời sướng. Nó sướng thấy mình làm lành, càng sướng khi vãng sanh. Ồ, cái bài, cái bản dịch này của Ngài Minh Châu, nhưng mà có cái gì đó hơi... Dạ, cái bản dịch này là: nay sướng đời sau sướng, làm phước hai đời sướng. Mừng rằng ta làm thiện, sanh cõi lành sướng hơn. Còn cái bản dịch ở đây cũng của trong chú giải của Ngài Pháp Minh thì là: sống sướng chết cũng sướng, kẻ thiện hai đời sướng. Sướng thấy mình làm lành, càng sướng khi vãng sanh. Có một chút xíu khác nhau trong cái bản dịch. Và bản dịch văn xuôi của Ngài Inda Chân Đá Chánh Thân: người có việc phước thiện đã được làm, hân hoan ở đời này, hân hoan sau khi chết, hân hoan ở cả hai nơi. Hân hoan nghĩ rằng ta đã làm việc phước thiện, được đi đến nhàn cảnh, kẻ ấy hân hoan nhiều hơn nữa. Nam Mô Bụt Thầy giá. Như vậy chúng ta có nhiều cái bản dịch khác nhau, nhiều cái bản Việt ngữ khác nhau của câu kệ ngôn Pháp Cú số 18 này. Trước tiên thì chúng ta sẽ học về ngữ vựng của câu kệ ngôn Pháp Cú số 18 này. Ithanandati Pajanandati. Những cái từ trong bài học ngày hôm nay thì đa phần chúng ta cũng đã biết sơ lược qua, vì đã xuất hiện rất là nhiều lần ở trong những cái câu kệ trước. Như là câu Ithanandati Pajanandati. Itha là này, ám chỉ cho ở đời này, kiếp sống hiện tại. Nandati, Nandati là vui thích, vui thích. Nandati, vui thích. Cái từ Nanda hay là Ananda, cái từ Nanda là cái từ hoan hỷ, vui thích, nó cũng có nghĩa trong cái căn gốc là Nandati đây. Pacha, Pacha là ở tương lai. Hay là cái đời sau khi chết, sau cái đời này. Nam đã tí, đó là vui thích. Vui thích, thích thú hay là sung sướng gì đó cũng là cái nghĩa nam đã tí, hoan hỷ, hân hoan. Câu thứ hai đó là Katapunyo Upayata Nandati. Upayata Nandati. Upayata có nghĩa đó là Katapunyo Upayata Nandati. Katapunyo là cái người làm phước thiện. Cái từ này hình thành bởi hai từ là Kata, đã được làm, đã được làm. Quá khứ phân từ, còn quá khứ phân từ tá
cho nên chúng ta dịch là đã được làm, cộng với cái từ bun nhô hay là bun nhá là phước thiện, phước thiện. À, cái từ này kết hợp đó là người, ám chỉ cho cái người đã làm việc thiện. Hay là người có phước á. Cá tên Bùn Nhô, người có phước hay người đã tạo được việc thiện rồi đó. Cá tên Bùn Nhô, Upayatha, Upayatha là cả hai. Anh này cũng ám chỉ dịch là cả hai đời, đời này và đời sau. Nandati, Nandati là thích thú, vui thích. Câu thứ ba, Punyang Me Katanti Nandati. Punyang Me Katanti Nandati. Punyang, Punyang có nghĩa là phước thiện, phước lành hay là điều lành. Mê, mê là tôi, bản thân mình á. Nên đây để chia ở sở dụng cách. Sở dụng cách là của từ A Hăng, bởi vì ở đây phước thiện là chủ từ, cho nên phước thiện được làm bởi tôi trong cái câu này. Katanti, Katanti là có được hình thành bởi là katan ý tí. Katan ý tí, katan là quá khứ phân từ chia theo từ bun nhân. Bun nhân katan, cùng tánh, cùng bố. Tánh là trung tánh, số là số ít. Ý tí là, ý tí là rằng. Cái từ rằng ở đây là nó có nghĩa đó là bun nhân mê katan á, nó là một cái câu ở trong ngoặc kép cộng với ý tí, giống như là câu tường thuật. Câu tường thuật. Cấp tăng là được, được làm. Câu kế tiếp là Nandati Piyo Nandati. Nandati là vui thích, vui thích. Câu kế tiếp đó là Piyo Nandati. Piyo Nandati Sukatingato. Piyo Nandati Sukatingato. Phiyo nandati sukatingato. Phiyo là thêm nữa, lại nữa. Hay là hơn nữa. Nandati là vui thích, thích thú. Sukating, sukating là cái từ ám chỉ cho cõi vui. Ở đây nó được phân tách ra là kế tiếp đồng ngữ xú cộng với lại gati, nên là cái nơi đi đến được an vui á, được an vui. Cái cõi dục giới chúng ta cũng được gọi là cõi an vui. Cõi sáu cõi trời dục giới cũng là cõi an vui, cõi vui dục giới. Sukating gato, gato là đã đi đến, được đi đến, được đi đến, được đi đến. Cái sukating là nhàn cảnh, cõi vui. Piyo nandati sukating gato. Dạ, như vậy là chúng ta đã sơ lược về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 18 này. Một lần nữa, câu kệ ngôn pháp cú số 18. Hita nandati pecha nandati kata bunyo upayata nandati bunyang me katanti nandati piyo nandati sukating gato. Nay sướng đời sau sướng làm phước hai đời sướng.
mừng rằng ta làm thiện sanh cõi lành sướng hơn. Hoặc là bản ngữ của Ngài Giới Đức: đây hạnh phúc, kia an vui, tâm người thiện hạnh rạng ngời hân hoan. Đã mừng gieo được phước vàng, sanh vào tiên cảnh lại càng mừng hơn. Nam mô Bụt Tha Dạ. Kính bạch chư tăng và thưa quý vị, câu kệ ngôn pháp cú số 18 này có cái duyên sự và cái ý nghĩa liên quan đến câu chuyện của một cái người con gái Úc của ông trưởng giả Anathapindika, ông Sudatta, tên là Sumana Devi. Sumana Devi. Nhắc đến cái người thiện nam tín nữ, những cái người cư sĩ nổi bật ở trong Phật pháp đó, thì phải được kể đến là ông Cấp Cô Độc, bà Quý Sa Kha. Bởi vì hai cái người thiện nam tín nữ này không chỉ là một cái Phật tử thuần thành mà còn biết cách hậu độ chư tăng. Chính vì cái thành và cái biết cách hậu độ chư tăng, cho nên ở trong kinh thành hay là những cái xứ lân cận, họ muốn cúng dường, muốn làm phước, muốn thỉnh Đức Phật và chư tăng để mà tiết lễ trai tăng đều thông qua hai cái vị này. Bởi vì cho dù những cái người Phật tử khác có cái tâm muốn cúng dường bố thí, nhưng vì là không có cái sự khéo léo trong cái sự sắp xếp đó, cho nên cũng không có hộ độ cho Đức Phật và Chư Tăng một cách phù hợp nhất. Cho nên hai vị thiện nam và tín nữ Cấp Cô Độc Vi Sa Kha rất là bận rộn trong cái công việc đó là cúng dường tứ sự, cũng như là hỗ trợ cho những cái người cư sĩ khác làm cái việc cúng dường hậu độ cho Chư Tăng. Và khi bận rộn như vậy đó thì hai cái người thiện nam tín nữ này đã sắp xếp người trong gia đình, những người con ở trong gia đình đó, sắp xếp cho những người con trong gia đình thay họ để mà cung đón cúng dường tứ sự đến Chư Tăng mỗi khi mà Đức Phật và Chư Tăng ngự về tư gia. Bởi vì những người con của hai cái vị đại cư sĩ này đó cũng đã là những người được huấn luyện từ nhỏ, được đi chùa từ nhỏ, được nghe pháp từ nhỏ, cho nên ông Cấp Cô Độc và Vĩ Sa Kha rất là tin tưởng và rất là hài lòng khi mà giao công việc này. Khi gia đình của ông Cấp Cô Độc, ông có ba người con gái, chị lớn, chị giữa và cô con gái Úc. Khi mà công việc được giao cho bà chị lớn, cô chị lớn thì một thời gian thì cô chị lớn cũng lãnh ngộ được giáo pháp chứng đắc, được tu đầu quần, nhưng rồi cũng lập gia đình theo về nhà chồng, và công việc được giao lại cho chị em giữa, và người em giữa cũng nghe pháp hậu độ chư tăng và cũng đạt được quả đầu quần, nhưng cũng theo chồng. Đến người cô con gái Úc thì khi nhận lãnh cái công việc để mà hộ độ cho Đức Phật và Chư Tăng thì nghe giảng kinh, học pháp,
Và cái duyên lành của con gái Út rất là lớn, đã nghe pháp và lãnh ngộ được giáo pháp, chứng đắc được tới tầng đạo quả Tư Đà Hàm. Tư Đà Hàm, dạ. Chúng ta có bốn bậc thánh nhân: Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Thì bốn bậc thánh nhân này chỉ có trong Phật giáo. Thì ông Cấp Cô Độc, bản thân ông á, thì cũng là một người cư sĩ thánh nhân ở tầng thánh đầu tiên là Tu Đà Quần. Nhưng cô con gái lớn và cô con gái giữa cũng giống như là ông Cấp Cô Độc, chứng được quả thánh đầu tiên là Tu Đà Quần. Nhưng cái cô con gái Út á, thì có duyên lành lớn hơn, đã chứng được cái đạo quả Tư Đà Hàm, có nghĩa là tiến xa hơn ba mình và hai chị gái của mình một bậc. Nhưng mà khi mà đến tuổi lớn để mà gả chồng á, thì do cái duyên như thế nào đó thì không có ai dạm hỏi, và cái cô con gái Út này để sanh một cái cân bệnh. Và trong cái lúc hấp hối đó thì đã nói với ông Cấp Cô Độc là ông là cha của mình đó, rằng là kêu ba Cấp Cô Độc đó là cậu em, là cậu em, và xưng là chị, xưng là chị, kêu là cậu em, và nói rằng chị không có sợ hãi, không có run sợ trước cái chết. Và sau khi hấp hối này thì cô con gái Út Sumana Devi đã qua đời. Và cái sự mà thay đổi cái cách xưng hô của cô con gái Út đó làm cho ông Cấp Cô Độc là buồn lòng, bởi vì nghĩ rằng trong cái lúc hấp hối cô đã nói lên những cái lời nói xàm, nói sảng, nói không có cái sự tỉnh táo. Và đối với một người mà cả một cái quá trình để phụng sự cho Tam Bảo, Đức Phật và Chư Tăng, mà cuối đời trong cái lúc hấp hối lại không có tỉnh táo, thì ông nghĩ rằng cái kiếp tương lai thì cô con gái Út sẽ không có tốt đẹp, sau khi chết sẽ sanh vào những cái nơi không có tốt đẹp. Thì ông rất là buồn lòng, và ông đến gặp Đức Phật để trình bày cho Đức Phật biết. Và xin sẽ trình bày câu chuyện xong, thì Đức Phật Ngài đã dùng nhiều cách để mà khích lệ sách tấn cho ông Cấp Cô Độc. Đức Phật Ngài nói rằng cái việc mà cô con gái Út xưng chị và kêu em đối với ông Cấp Cô Độc, nó không phải là một cái điều nói xàm hay là nói trong cái lúc sảng không có tỉnh táo, mà là một cái sự thật. Nói về cái xưng chị kêu em là đang đứng trên phương diện của bậc thánh nhân, tại vì cô con gái Út là bậc thánh nhân Tư Đà Hàm, cao hơn một bậc, tiến xa hơn một bậc so với ông Cấp Cô Độc là Tu Đà Quần. Thì khi nghe đến đây thì ông Cấp Cô Độc rất là vui. Ông biết chắc rằng Đức Phật Ngài biết rõ căn tánh của chúng sanh, và Ngài đã giải thích như vậy thì chắc chắn rằng cô con gái Út của ông sẽ sanh vào những cái nơi tốt đẹp, là Sukhatinggato, là đi vào những cái nơi cõi an vui. Thì kết thúc cái câu chuyện này đó, nhiều cái vị chư tăng cũng rất là hoan hỷ và đạt được nhiều cái lợi ích trong cái câu chuyện này. Thông qua cái câu chuyện duyên sự này thì thưa quý vị rằng chúng ta thấy giống như là một cái cuộn phim hay là một cái vở kịch mà chúng ta thường xem theo dõi ở trên
ở trên TV. Thường thì trong một cái vở kịch hay là một cái bộ phim, người ta sẽ đạo diễn sẽ sắp xếp một cái cung bậc cảm xúc, cung bậc cảm xúc, và đẩy cho cái cung bậc cảm xúc nó lên cao trào. Thì giống như là trường hợp của cô con út của ông cấp cô độc là Sumana Devi, thay vì trong cái lúc hấp hối, cô con gái út sẽ nói rằng ba đừng có lo lắng cho con gái, bởi vì bản thân con đã chứng được đạo quả Tư Đà Hàm. Thì khi mà nếu mà cô con gái út hấp hối như vậy đó, thì ông Anathapindika không có cái gì để mà phòng hết. Ông sẽ rất là hoan hỷ. Nhưng bởi vì thứ nhất là các vị thánh nhân nó sẽ không tự xưng đạo quả, cái kết quả của mình. Và thứ hai đó là khi mà chúng ta đọc cái câu chuyện mà đến cái lúc này đó, chúng ta cũng có một cái cảm xúc dâng trào và vỡ òa khi mà Đức Phật ngài giải thích, ngài nêu rõ cái nguyên nhân của cái sự những cái câu nói trao đổi khi mà hấp hối như vậy. Và thật sự đó là một cái niềm hạnh phúc rất là lớn lao của ông Anathapindika, ông cấp cô độc, bởi vì bản thân ông là một người cư sĩ thánh nhân và ông có ba người con gái đều là những người cư sĩ thánh nhân, không có một cái gia đình nào, một cái gia tài nào, một cái niềm hạnh phúc nào có thể so sánh được với một cái gia đình thánh nhân như vậy. Cho dù là ngay trong cái lúc hiện tại này hay trên thế giới có những cái người tỷ phú, những người đại gia, những người có sở hữu trong tay mình những cái khối tài sản kết xù, có thể một tay che trời, hay là có thể ảnh hưởng đến kinh tế. Và những cái người đại gia, những cái người có cái địa vị cao lớn như vậy đó, có những gia đình con cái học thức cũng cao, những cái học vị cao và cũng có tài năng siêu nhân, thì so với gia đình của ông cấp cô độc nó không là cái gì hết. Bởi vì những người này cho dù là có những cái tài sản, tài vật và có những cái hạnh phúc của thế gian lớn chừng nào đi nữa thì vẫn còn bị chi phối bởi phiền não, bởi cái sự sầu bi khổ u não, và cũng bị chi phối bởi cái kiếp luân hồi. May mắn ở trong phước lành ở trong cái đời sống, ở những cái đời sống trước họ đã tạo, thì trong cái đời sống này họ nhận được những kết quả tốt đẹp, nhưng mà không có chắc chắn, không có một điều gì chắc ở trong tương lai họ sẽ vẫn được như thế hay không. Nhưng riêng đối với những cái bậc thánh nhân như gia đình của ông cấp cô độc, gia đình thánh nhân thì chắc chắn một điều rằng những thành viên này sau khi cái kiếp sống, ngay tại trong kiếp sống này họ đã là những người hạnh phúc thật sự rồi, và sau những cái kiếp sống kế tiếp không quá 7 kiếp đó, thì họ vẫn là những người hạnh phúc tràn đầy. Họ hạnh phúc từ cái vật chất, từ cái môi trường, và hạnh phúc kể cả cái tâm hồn của họ không còn bị vẩn đục ở trong thế gian nữa, giống như là cái sen, cái lá sen mọc ở trong bùn nhưng mà không có vướng bùn, không có lấm bùn. Khi tuy họ sống trong đời sống cư sĩ thế gian nhưng mà có họ rất là bình thản trước cái mọi cái sự vật, thì đây quả là một cái gia đình hạnh phúc tuyệt đối.
Nhưng ở đây có một cái số vấn đề mà Tịnh Đạt muốn nói thêm, nói rộng thêm thông qua cái duyên sự này đó. Thứ nhất nó là đương nhiên là chúng ta sẽ học về cái duyên sự và ý nghĩa của câu thiện ngôn này. Nhưng trước khi nói về cái ý nghĩa của câu thiện ngôn này thì có một số vấn đề giống như là tại sao ở thời Đức Phật đó, cũng giống như là thời bây giờ, có rất là nhiều cư sĩ Phật tử thiện nam tín nữ, những người cận sự nam cận sự nữ, nhưng mà mỗi khi mà có cái sự tổ chức cúng dường trai tăng hoặc là dân cúng tứ sự đến chư tăng, đến Đức Phật và chư tăng thì phải thông qua hai cái vị cấp cô độc và Visakha. Cái lý do đơn giản, không phải lý do đơn giản mà cái lý do mà hai vị này xứng đáng để cho những cái người khác tin tưởng. Thứ nhất, họ là những cái vị thánh nhân cư sĩ. Cái điều thứ hai đó, và cái điều này cũng rất là quan trọng, bởi vì đây là những người thật tâm hộ trì và thật tâm hộ độ Phật Pháp Tam Bảo. Cái từ thật tâm ở đây nó không thể hiện qua cái từ ngữ, không thể hiện qua cái lời nói, mà thể hiện qua cái hành động. Bởi vì các vị biết đó là khi đi lễ Phật viếng chùa đó, nghe Pháp, thì vào Visakha không chỉ làm cái công việc đó là đến để nghe kinh, nghe Pháp, bà còn đi xung quanh chùa, xung quanh cốc liêu của các cái sư đang ở sinh sống, bà để ý xem chư tăng đang cần cái gì, đang thiếu cái gì, đang có nhu cầu gì. Thí dụ như là một cái trường hợp đó là bà vải mưa đó, nhưng vải tắm mưa cho chư tăng đó cũng là một cái trường hợp. Bà đến thấy chư tăng tắm ngoài trời mà không có cái vải che thân, bởi vì lúc đó thì y rất là khan hiếm, cho nên bà đã xin dâng các cái vải để mà chư tăng quấn để tắm mưa. Cái điều nữa đó là khi bà đến thăm viếng của chư tăng đó, rất là bà đi vào buổi sáng và đi vào buổi chiều, và bà thường mang những cái loại giống như là nước uống, mật ong, những cái vật phẩm mà nhất là các vị sư trẻ rất là mến. Bởi vì khi mà có bà xuất hiện thì bà lo rất là chu toàn, từ cái việc lớn cho đến việc nhỏ. Cái điều này đã nói lên một cái vấn đề, đó là cái phận sự hay là cái vai trò của cái người cư sĩ hộ pháp đó, phải nói rằng nó không phải chỉ nằm trên phương diện đó là cúng dường hộ độ, mà là phải có cái sự suy xét cho đúng cái nhu cầu và hợp thời, thì cái việc đó nó mang lại cái ích to lớn. Còn như những cái người cư sĩ Phật tử, cho dù là có cái tài sản nhiều, nhưng vì thiếu cái sự tinh tế này, rồi đi đến chùa mỗi một tháng như vậy hai lần, nhiều khi hai ba tháng một lần, rồi khi mà đi đến chùa thì muốn cúng rất là nhiều, và nhiều khi cúng dường thì họ làm theo cái ý của họ, không có quan tâm xung quanh chùa cần cái gì, và cũng không có tìm hiểu xem cái nhu cầu chư tăng ngay thời điểm đó là cái gì. Cũng giống như là ở cái khu vực mà Tịnh Đạt đang ở đó, là cái khu vực tỉnh Bình Phước đó, thì cái việc mà sử dụng nước sinh hoạt nó rất là khó khăn, bởi vì có nhiều chỉ hai khu vực trong thị xã mới có nước
nhà nước, nhà máy nước của nhà nước họ cấp đến, còn những cái khu vực rìa đó thì không có, không có nước của nhà nước, không có nước cây, không có nước nước sạch, mà chùa và các hộ dân ở những cái làng xóm nó phải tự phải đào giếng để mà lấy nước sinh hoạt. Và cái việc mà đào giếng nó cũng có nhiều cái khó khăn. Thì thay vì là những người cư sĩ hộ hộ trì Phật pháp thì đến những nơi như vậy thì chúng ta sẽ quan tâm đến cái vấn đề mà nước sinh hoạt. Và hiện tại gần đây thì cũng có một cái gia đình Phật tử đã cúng dường cái phần giếng đào cho chùa để mà sinh hoạt nó được tốt đẹp. Chứ khi mà vào cái mùa hạn, năm nay thì mùa mưa đến nhanh, nó không có gây vấn đề khó khăn cản trở, nhưng mà những cái năm mà hạn hán thì giếng nước của chùa không có đủ sinh hoạt. Thì đây là một cái điều mà Tịnh Đạt muốn nói rằng khi chúng ta là người cư sĩ muốn hộ độ cho cái cuộc sống các vị tu sĩ được cái sự dễ dàng, được cái sự thoải mái, thì chúng ta hãy nên cố gắng đó là quan tâm nhiều hơn nữa về cái đời sống của chư Tăng. Bởi vì chư Tăng không phải là những cái vị đó là không có tự nhiên để kêu gọi, mà là phải có cái lời thỉnh cầu và phải có cái sự thân mật, thân thiết vừa đủ. Chứ mà gặp ai cũng kêu gọi, gặp ai cũng cũng xin xây dựng thì nó kỳ quá. Cho nên đối với những người cư sĩ, chúng ta hiểu cái bổn phận của mình thì tự nhiên chúng ta sẽ thấy cái gì cần thiết. Khi mà chúng ta đến những cái chùa chiền, chúng ta thấy là chùa đang thiếu bóng đèn, đang thiếu gạch lót sân, đang thiếu những cái chổi quét sân. Chúng ta cúng dường như vậy là cúng dường hợp thời và hợp cái nhu cầu tại cái nơi trú xứ đó. Cho nên bà Visakha và ông Cốc Câu Độc trong trường hợp này được người cư sĩ ở trong cái thời đó rất là tin tưởng. Bởi vì muốn cúng dường làm phước cái gì cũng thông hai vị này. Bởi vì hai vị này là những người cư sĩ hộ độ, phải nói là đúng thời hợp với lại cái nhu cầu cấp thiết. Nhà một cái điều mà Tịnh Đạt cũng muốn nhắn gửi ở nơi đây. Và một cái điều nữa đó là cũng rất là làm lạ, nhưng mà cũng chưa có cái thấy cái điều giải thích ở đây, đó là ở trong thời Đức Phật đó thì không thiếu và không có ít những cái người cư sĩ thành tựu những cái đạo quả Tư Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A La Hàm. Chỉ riêng cái bậc cư sĩ A La Hán thì chắc chắn là phải xuất gia thôi, tại vì cái nào chịu không thể cái và cái năng lực để mà sống với cái tâm lý của một vị A La Hán. Cho nên khi chứng đắc đạo quả A La Hán thì ngay lập tức phải tìm con đường xuất gia. Nhưng riêng các cái vị tu đầu quần Tư Đà Hàm, A La Hàm thì vẫn có thể là những cái bậc cư sĩ tại gia. Ở đây có một cái điều đó là Tịnh Đạt đặt ra, đó là tại sao những cái vị thánh nhân đó lại tiếp tục cái đời sống cư sĩ mà không tìm con đường xuất gia. Tại vì khi mà ở trong cái đời sống bình thường của mình đó, hiện tại đây đó, nếu như là một cái người thích hành thiền và thấy được cái niềm an vui trong cái thiền, hay là áp dụng được một cái lời Phật dạy ở trong đời sống về cái quán vô thường chẳng hạn, hay là về cái nhàm chán ngũ dục chẳng hạn, thì tự nhiên cái người đó sẽ có cái tâm lý là muốn tìm nơi cái nơi thanh vắng như là trường thiền hay là những cái ngôi chùa tĩnh lặng để mà
để mà sống cuộc sống đúng với cái tâm lý của mình. Nhưng ở đây các cái vị thánh cư sĩ trong thời Đức Phật á, thì lại tiếp tục cái đời sống cư sĩ, và thậm chí nó là vẫn chấp nhận cái cuộc sống hôn nhân, gia đình, chồng con. Thì Tịnh Đạt muốn nói về cái khía cạnh đó là cái việc mà xuất gia để mà trở thành một tu sĩ nó không đơn giản là dựa vào cái tâm lý hay là cái sự học hiểu giáo pháp, lãnh ngộ giáo pháp, mà nó còn cái nguyện vọng, cái ước nguyện. Cho nên cái Tịnh Đạt cũng có gặp rất là nhiều người nói rằng bạch sư, con rất là muốn xuất gia, con thấy cái đời sống xuất gia rất là thanh cao, rất là giản dị, nhưng mà con chưa có làm được. Thì cũng có trường hợp đó là một cái lời nói ngụy biện, nhưng cũng có trường hợp đó là cái sự ràng buộc. Và để giải quyết cái việc này đó, thì đối với những người có cái tâm nguyện xuất gia ngay trong cái thời này, ngay trong cái lúc này, hay là ngay trong cái kiếp sống này, và muốn được xuất gia ở trong những cái thời trong tương lai, thì Tịnh Đạt thiết nghĩ rằng chúng ta cần phải phát nguyện. Chúng ta cần ở trong gia đình của Tịnh Đạt đó, thì có rất là nhiều vị xuất gia, và phải nói là một cái gia đình có truyền thống về Phật pháp và có truyền thống về xuất gia. Tại vì Tịnh Đạt hồi nhỏ cũng đi tu theo cái truyền thống xuất gia đó. Bởi vì lúc đó chỉ có mới học hết lớp 6 thì cũng chưa có biết gì đâu. Nhưng mà rất là mến đạo, mến chùa, kêu đi xuất gia, kêu vô chùa ở thì gật đầu đồng ý liền, chứ không có thấy khó khăn. Nhưng vì cũng có một vài, giống có một vài thành viên thì cũng có cái tâm ý muốn xuất gia, nhưng cũng có nhiều cái lý do để mà ràng buộc trở lại. Và Tịnh Đạt thấy rằng khi mà mình có lý do ràng buộc á, thì thứ nhất đó là trong quá khứ mình đã tạo những cái nghiệp không có tốt, tức là cản trở người có tâm ý đi xuất gia. Đó là cái điều mà rất là khó cho mình khi mà mình đến với lễ Phật pháp, mình muốn đi xuất gia, là cản trở những người muốn xuất gia. Cái thứ hai đó là cái quyết tâm của mình nó chưa có đủ mạnh. Cái quyết tâm của mình chưa đủ mạnh. Thì đối với hai cái vấn đề này đó, thì cần phải có một cái sự nuôi dưỡng cái cho tâm lý phải mạnh, đủ năng lực, bằng cách đó là khi có người đi xuất gia thì hãy tùy hỷ cái công đức đó, tùy hỷ bằng tâm thật sự, chứ không phải là tùy hỷ mà vui vui mừng lễ hội, hay là vui cái kiểu mừng suông, mà vui mừng theo lý đó là Nam mô Bụt Tha. Dạ đạo tràng hoan hỷ, chào trong ngay lát sự rất hết rồi ạ. Dạ đã nghe được âm thanh Nhật Bình không? Lớn. Dạ cảm ơn thằng Đông. Dạ cảm ơn Vinh Quá Thanh Á Xích Trân Phụng. Dạ Nhật Bình thấy sự đã rất nét rồi. Dạ cảm ơn đạo tràng, thầy Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ
Đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát ạ. Dạ, con thấy sư đã trở lại đạo tràng, con cung thỉnh sư cầm mít ạ. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Dạ, sư lại rất nét rồi. Đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát. Dạ, kính tri ân đại đức Tuệ Đức đã cho biết tín hiệu là mùa mưa nên mạng internet ở Bình Phước không ổn. Dạ, cảm ơn sư. À, mến chào sư Khá, anh Đức Khá. Lâu lắm rồi anh Đức Khá không có trả bài nghe. Dạ, con thấy sư trở lại rồi. Dạ, con cung thỉnh sư cầm mít ra. Con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ, alo, 1, 2, 3, 4. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, đúng rồi, sư Tề Đức cũng đang ở chùa. Cũng nói rằng ở mùa này, cái đường truyền nó cũng không có được tốt cho lắm. Dạ. Sinh hoạt ở trong room mà cũng thầm nguyện cho nó được kết thúc tốt đẹp, cho hết giờ nó đường truyền nó tốt đẹp. Nếu vì bây giờ quý vị nghe rõ là chưa ạ? Dạ dạ cảm ơn quý vị. Thì chắc lúc nãy có gián đoạn tí xíu thì tịnh đại xin nói lại một chút, đó là cái việc mà xuất gia nó quan trọng một điều, đó là nuôi dưỡng cái tâm lực. Và cái cách nuôi dưỡng cái tâm lực đó là, thứ nhất là hãy hoan hỷ, tùy hỷ khi mà mình tham dự một cái buổi lễ xuất gia, hay là mình nghe một cái thông tin, hay là mình thấy những cái người bạn, những cái người đạo hữu quen biết được đi xuất gia, mặc dù đó là xuất gia giao duyên chẳng hạn. Thì chúng ta hãy tùy hỷ và nuôi cái động lực cho riêng mình. Cái điều thứ hai đó là chúng ta phải tập ở cái cuộc sống xung quanh mình đó. Bởi vì xuất gia nó chỉ xuất gia thì có nhiều cái xuất gia thì chúng ta đã tìm hiểu rồi, thì quan trọng đó là đối với người xuất gia, cái tâm lý quan trọng nhất đó là bình thản với cái ngũ dục, tiếng sắc đẹp, tiếng hay, mùi hương, vị ngon, xúc chạm. Thì đối với cái ngũ dục đó, chúng ta hãy tập mà tập bình thản, không có quá xa đà, không có quá hưởng thụ. Thì chính vì những cái tâm lý, cái cách bình thản an nhiên trước cái ngũ dục đó, thì đó là chúng ta đang nuôi dưỡng cái tâm lý xuất gia. Bởi vì khi mà chúng ta nuôi dưỡng được những cái công lực, cái tâm lực như vậy rồi á, thì một khi mình cạo đầu đắp y xuất gia thì chúng ta sẽ có một cái lối sống rất là lành mạnh, không bị rơi vào những cái trường hợp tệ hại của những cái mục đích xuất gia khác. Và khi những người đã xuất gia rồi thì chúng ta cũng cần phải tiếp tục nuôi dưỡng cái tâm ý như vậy nữa. Hãy bình thản, hãy an nhiên, hãy chánh niệm với cái sự dễ vui ở trong ngũ dục.
thì lúc đó chúng ta lại tiếp tục để mà nuôi dưỡng cái tâm lý xuất gia. Bởi vì cái việc mà hình thức xuất gia nó sẽ rất là nguy hiểm khi mà không có được cái tâm lý xuất gia. Bởi vì khi mà có được cái hình thức xuất gia đó là có được cái sự cung kính lễ bái cúng dường và sự nuôi mạng nhờ cư sĩ, và không đạt được cái tâm lý xuất gia thì ngày một, ngày hai và dần dà chúng ta sẽ là gánh nặng cho mọi người và gánh nặng cho bản thân mình đối với cái nghiệp mà của mình đã làm. Thì liên quan đến cái ý nghĩa của câu kệ ngôn này đó, Đức Phật Ngài muốn khích lệ cho ông Cấp Cô Độc, đó là khi một cái người, ở đây là cô con gái Úc, Sumana Devi, đã làm được các cái việc lành ở trong cái đời sống hiện tại, đó là cái điều vui thứ nhất. Đối với những người có cái tâm thiện thì có được cái cuộc sống an lành. Cái khả năng của tâm thiện nó làm cho sắc tướng tâm của chúng ta nó được mẻ, nó được thư thái, nhẹ nhàng, không có bị sầu khổ. Và sau khi thân hoại mạng chung thì do cái phước thiện, do cái nghiệp thiện, do cái nghiệp lành nó sẽ dẫn dắt đến cái cuộc sống tốt đẹp hơn, như là cõi người hay là những cái cõi trời, hưởng cái quả dị thục của cái việc làm của mình. Tuy nhiên trong những cái trường hợp đó là khi mà làm phước làm nghiệp thiện nhiều nhưng mà gặp cái trắc trở trong cuộc sống đó, thì lúc đó người tu Phật phải luôn nghĩ rõ và phân biệt rằng nghiệp thiện mình làm á thì chắc chắn là có quả rồi, quả an vui. Nhưng cái trắc trở, cái khó khăn trong cuộc sống đó là nó phản ánh những cái nghiệp xấu không có tốt đẹp ở trong quá khứ, và mình chấp nhận nó để mình đừng có phản kháng lại nó. Thì qua cái câu kệ ngôn này, qua cái duyên sự này, Thịnh Đạt cũng xin được nhắn gửi, được giải thích trình bày ở trong Pháp Cú Kinh, diễn đàn Pháp Cú Kinh. Nên chúng ta đến nơi đây, kính chúc chư tăng và toàn thể tất quý vị luôn luôn có sự an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính mời cô Cẩm Vân trở lại với diễn đàn. Và sa thú, chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã giảng bài học số 17 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức và tọ minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính dâng bích đến sư. Và chúng con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính dâng mít đến thượng tọa. Tôn bát tu sáp bá ma ngà lăng rạc thanh tu sáp bệ đề của ta sáp bá bồ đà nê pha a ve na sa đa sa thi ru văn tu tê bát quát tu sáp bá ma ngà lăng rạc thanh tu sáp bệ đề của ta sáp bá tham ma nê pha a ve na sa đa sa thi ru văn tu tê bà quát tu sáp bẩm mang ga lang ra khan tu sáp bề đề quát tu sáp bằng hoàng kha nữ phá quê na sa đà so thị phong quanh trụ trì tất cả phương pháp hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quay đức của chư Phật.
bà quạt tu sắp bằng mang lang ra khăn tu sắp bề đây quạt tu sắp bồ đà nơi hoa về nơi sa đà so thấy phong quanh tu tề bà quạt tu sắp bằng mang lang ra khăn tu sắp bề đây quạt tu sắp tham ma nơi hoa về nơi sa đà so thấy phong quanh tu tề bà quạt tu sắp bằng mang lang ra khăn tu sắp bề đây quạt tu sắp sang kha nơi hoa về nơi sa đà so thấy phong quanh tu tề tất cả phương ma hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quái đức của chư Phật do nhờ quái đức của giáo pháp do nhờ quái đức của chư tăng các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đại đức Minh Đạt cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cẩm dân hồi hướng. Ya ni wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa wan tu bu chi ta sot thiên ca ron te tha vi ha ra mang đa lê thề ra cha mát cha na wa ca cha bit ca vô sarami ka dana pati upasaka gama cha de sani gama cha isara sappana puta sukhita pawan tu te cha la bu cha ye pi cha anda sampawa samseda cha ta tha vo papati ka niyani kang dhamma wa rang patit cha te sappe pi dukkha sakharantu sankhayam tha tu chi rang sa tang dhammo dhammathara cha putkala sankho ho tu samaggo wa athaya cha hitaya cha amhe rakham tu sakthammo sappe pi dhammacharino buddhim sampavunayama Thammariya ba huệ đi tề. Và chúng con kính ơn chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt cảm dân xin xuống mic.